Thưa quý vị, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 2 tháng 4 xảy ra một vụ nổ lớn tại gara ô tô Lê Hiển, xóm 9, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, khiến 2 người tử vong, 4 người bị thương, trong đó có 3 cháu nhỏ cùng một gia đình. Theo thông tin từ người dân, nguyên nhân vụ nổ nghi do chủ gara ô tô được một người hàng xóm nhờ cưa hộ cục sắt và xảy ra vụ nổ. Vụ nổ khiến anh Lê Tiến Hiển, sinh năm 1985, trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, tử vong tại chỗ. Còn anh Nguyễn Duy Nhật, sinh năm 1993, trú xóm 9, xã Quỳnh Tân, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cũng đã tử vong. Trong 4 nạn nhân bị thương nặng, có 3 trẻ nhỏ đều là anh em trong một gia đình. Đến sáng nay đang được cấp cứu và đã qua nguy kịch. Hiện lực lượng chức năng phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ nổ.